Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Phú Quý Tài Lộc trực thuộc công ty Phong Thủy Phùng Gia. Quý vị thân mến, mọi thông tin hữu ích mà chương trình cung cấp đều nhận được sự tư vấn và trợ duyên bởi thầy Master Phùng Phương, thành viên trẻ tuổi nhất của Hiệp hội Phong Thủy Thế Giới. Quý vị hãy bấm nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất về tử vi và các kiến thức phong thủy ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Điều cấm kỵ trong phòng khách cần phải tuyệt đối tránh, kẻo tài lộc thất thoát, tiền bạc đội nón ra đi. Hoan hỷ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, căn phòng khách được mệnh danh là trái tim của toàn bộ ngôi nhà, đồng thời cũng là nơi tích tụ nguồn năng lượng tài lộc và tiền bạc để cả gia đình luôn được giàu sang phú quý, sung túc đủ đầy. Vậy nên người xưa khi thiết kế không gian phòng khách thường đặc biệt chú trọng đến việc bài trí và sắp xếp sao cho hợp lý. Tuy nhiên cho đến ngày nay, nhiều gia chủ đã vô tình bỏ qua các nguyên tắc khi thiết kế phòng khách, thậm chí còn phạm vào những điều cấm kỵ làm phá vỡ yếu tố phong thủy của toàn bộ căn nhà, dẫn đến tai ương xui xẻo bất ngờ, thần tài quay lưng bỏ đi. Chắc hẳn bạn cũng đang rất nóng lòng muốn tìm hiểu về những điều cấm kỵ cần tuyệt đối tránh trong phong thủy phòng khách đúng không nào? Vậy thì không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, Phú Quý Tài Lộc sẽ bật mí ngay trong chương trình ngày hôm nay. Điều cấm kỵ trong phòng khách phải tuyệt đối tránh, kẻo tài lộc thất thoát, tiền bạc đội nón ra đi. Phòng khách là nơi tụ họp của các thành viên trong gia đình, đồng thời cũng là nơi tiếp khách. Theo quan niệm về phong thủy thì đây chính là vị trí đón sinh khí vào nhà. Bởi vậy, việc thiết kế nội thất cho phòng khách ngoài những yêu cầu cơ bản về giá trị, tiện ích sử dụng, nét thẩm mỹ của các vật dụng trang trí, tuân theo những nguyên tắc âm dương ngũ hành, kiêng kỵ để tránh được những điều không may mắn cũng là vấn đề mà gia chủ cần phải quan tâm. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, mọi vật đều có nguyên do và tuân theo quy luật. Trong cuộc sống hàng ngày, không ai có thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Một chút để ý, có sự chuẩn bị và tránh những điều cấm kỵ sẽ giúp bạn có cuộc sống thoải mái và an tâm hơn. Dưới đây là những điều cấm kỵ cần tuyệt đối tránh khi thiết kế phòng khách mà bạn nên biết. Đầu tiên là không ngăn cách phòng khách thành các phòng nhỏ. Bạn cũng biết đấy, phòng khách là bộ mặt của ngôi nhà, là nơi sinh hoạt của cả gia đình, đồng thời cũng là nơi tiếp đãi khách khứa. Nhìn cách bày trí của phòng khách, người ta có thể đánh giá phần nào phong cách sống và quan niệm về phong thủy nhà ở của chủ nhân. Thông thường, phòng khách được bố trí theo thiết kế tổng thể của căn nhà. Nhiều người nhận thấy phòng khách quá rộng nên đã tự ý ngăn cách, chia nhỏ thành các phòng chức năng khác. Tuy nhiên, đây lại là một điều kiêng kỵ trong phong thủy phòng khách. Có 3 lý do về phong thủy khiến việc chia phòng khách là một điều đại kiêng kỵ. Một là chia phòng khách đồng nghĩa với chia dòng từ trường chung ở đây. Điều này khiến gia chủ dễ có cảm giác cô độc trong tư tưởng, rơi vào hoàn cảnh khó tìm tri âm. Hai là chia phòng khách sẽ làm loạn dòng khí lưu chuyển vốn đang bình thường, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe gia chủ và các thành viên trong gia đình. Ba là chia phòng khách phá vỡ phần nào thiết kế sẵn có của ngôi nhà. Việc đó cũng gần đồng nghĩa với việc phá vỡ kết cấu phong thủy nhà ở đã được định ra từ trước. Một khi phong thủy thay đổi, tài vận vượng khí cũng sẽ thay đổi. Nếu cảm thấy một phòng khách quá rộng và muốn ngăn cách nó, bạn hãy sử dụng một số vách ngăn hở, chứ không phải dùng một bức tường kín để ngăn hoàn toàn phòng khách thành các căn phòng riêng. Việc sử dụng vách ngăn hở
không chỉ làm dòng khí lưu chuyển bình thường, đồng thời vẫn làm cho gia chủ cảm thấy hòa nhập được với cuộc sống gia đình. Thứ hai, tránh đặt phòng khách ở phía sau căn nhà. Có một bố cục rất rõ ràng trong phong thủy nhà ở, đó là sau cửa chính luôn là phòng khách, sau đó mới đến các loại phòng khác như phòng ngủ, phòng bếp, phòng vệ sinh. Nếu bạn xây dựng phòng khách ở vị trí phía trong hoặc sau nhà sẽ khiến tài lộc đi xuống, chủ nhân dễ gặp khó khăn trắc trở, dẫn đến hao tài, cuộc sống gia đình khó sung túc. Từ cửa chính nên có một lối đi lệch với phòng khách để tránh sát khí từ bên ngoài xông thẳng vào nhà. Theo phong thủy, sát khí thường đi theo đường thẳng, mang tính sát phạt, còn những dòng khí tốt lại đi theo đường vòng vèo. Vì vậy, đặt cửa lệch là một cách tránh sát khí cũng như đón tài lộc vào nhà. Điều thứ ba, trong phòng khách kiêng sự u ám tối tăm. Ánh sáng là đại diện cho yếu tố hòa trong ngũ hành, mang lại sự hài hòa và cân bằng cho không gian, mang lại sinh khí và cả vượng khí cho căn phòng. Phong thủy phòng khách đại kỵ thiếu ánh sáng, kể cả những góc khuất cũng cần được bố trí ánh sáng hợp lý. Nếu sử dụng nguồn sáng tự nhiên, hãy thiết kế những ô cửa sổ lớn và dùng rèm tre để điều chỉnh ánh sáng. Ánh sáng tự nhiên sẽ thúc đẩy sự lưu động của các luồng khí trong nhà, xua tan đi các năng lượng tiêu cực ứ đọng. Nếu không tận dụng được ánh sáng tự nhiên, bạn có thể thiết kế một hệ thống chiếu sáng nhân tạo. Phòng khách là nơi nghỉ ngơi, thư giãn, nên dùng những loại ánh sáng dịu nhẹ, loại phản chiếu lại hoặc khuếch tán để kích hoạt nguồn năng lượng cho không gian. Điều thứ tư, tránh thiết kế phòng khách rối. Tối kỵ đặt ghế đối diện góc phòng. Phòng khách là nơi tụ khí của căn nhà, không nên chứa quá nhiều đồ, đặc biệt là ngay lối đi, để tránh nguồn năng lượng tốt bị đình trệ. Mặt khác, phòng khách cũng nên được thiết kế theo hình vuông hoặc hình chữ nhật và tuyệt đối không để ghế ngồi đối diện với góc phòng. Theo phong thủy nhà ở, nếu ghế ngồi đối diện góc phòng sẽ tạo thành hình cánh cung và mũi tên, làm giảm tài vận cho chủ nhà, thậm chí còn có thể gây ra sát nghiệp. Điều thứ năm, sàn phòng khách phải bằng phẳng, không lồi lõm. Nhiều người cho rằng sàn nhà là yếu tố ít có ảnh hưởng đến phong thủy nên không cần bận tâm. Tuy nhiên, cách lát sàn có liên quan đến việc phân định không gian, từ đó có tác động đến thụ cảm và tính chất phong thủy của cả không gian. Sàn phòng khách nên được xây dựng bằng phẳng, hoặc nếu đặt các tấm thảm cũng nên đồng nhất cả căn phòng. Tránh việc xây dựng các kệ để đồ hình cầu thang cao thấp không bằng phẳng. Phong thủy phòng khách đại diện cho vận thế của mỗi thành viên trong gia đình. Nếu thiết kế cao thấp khác biệt sẽ khiến vận thế của mỗi người lao đao lên xuống thất thường. Quý vị thân mến, việc thiết kế và bài trí không gian phòng khách không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến vượng khí của toàn bộ ngôi nhà mà còn tác động mạnh mẽ tới vận mệnh của các thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó, căn phòng khách còn mời đón thần tài và gắn kết các thành viên thêm phần hòa hợp và hạnh phúc hơn. Muốn công danh sự nghiệp vất lên như diều gặp gió thì chúng ta cần chủ động nâng cao yếu tố phong thủy trong phòng khách. Trong phần tiếp theo của chương trình, Phú Quý Tài Lộc sẽ bật mí đến các bạn những bí quyết đơn giản để biến phòng khách thành chiếc kho tài lộc cực kỳ đơn giản mà hiệu quả. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Mẹo thứ nhất là đặt bể cá ở trong phòng khách.
bể cá được bố trí trong phòng khách có tác dụng trang trí làm đẹp cho không gian. Bên cạnh đó, bể cá được đặt ở những vị trí đúng phong thủy, hứa hẹn sẽ mang đến may mắn, vượng tiền tài, ngăn chặn tà khí. Bạn nên đặt bể cá ở hướng đông, đông nam và hướng bắc. Lượng cá tốt nhất là số lẻ. Bạn nên chọn màu sắc của cá theo ngũ hành. Cá màu đỏ, cam, vàng tượng trưng cho sự giàu sang, thịnh vượng. Cá màu xanh tượng trưng cho may mắn. Cá màu đen giúp thu hút điểm xui rồi. Mẹo thứ hai là treo tranh trong phòng khách. Trong phòng khách, bạn cũng nên treo một số tranh ảnh với ngụ ý may mắn hoặc vật phẩm giúp tăng cường tài lộc cho cả gia đình. Ví dụ, một số bức tranh thư pháp có thể giúp thu hút vượng khí, chiêu tài, cầu lộc. Tranh ảnh được treo trong phòng khách không chỉ phản ảnh sở thích, gu thẩm mỹ của gia chủ mà còn giúp nâng cao vận khí, tạo vượng khí cho không gian. Ví dụ, treo một bức tranh phong cảnh mặt trời mọc ở bức tường phía đông giúp gia chủ cầu tài lộc, bình an, sức khỏe dồi dào. Mẹo thứ ba, cách lựa chọn màu sắc và bố trí cho phòng khách. Màu sắc của phòng khách thể hiện tính cách có ảnh hưởng đến may mắn của gia chủ. Những gam màu tươi sáng cũng có thể mang lại một hiệu ứng rất êm dịu và pha trộn một cách lịch thiệp, sang trọng với những nội thất trong ngôi nhà. Gia chủ cũng nên chú ý đến màu sơn tường, nên chọn là màu hồng nhạt hoặc xanh sẽ tạo cảm giác mát dịu cho phòng khách. Trần nhà cũng đóng một vai trò quan trọng trong trang trí phòng khách theo phong thủy. Trần nhà có màu sáng sẽ tạo cảm giác không gian rộng rãi, thoáng mát khi vào phòng. Mẹo thứ tư, ánh sáng trong phòng khách. Bạn nên thiết kế phòng khách thông thoáng, nhiều ánh sáng tự nhiên. Để thuận phong thủy, không nên để phòng khách u tối, thiếu ánh sáng mặt trời. Khi thiết kế cửa chính và cửa sổ cho phòng khách, gia chủ nên để độ rộng tối đa là tốt nhất. Ánh sáng sẽ giúp tăng cường cảm giác tích cực, hoạt động và giúp sức khỏe của các thành viên trong gia đình được tốt hơn, đem đến thịnh vượng và giúp cho căn phòng thêm rực rỡ. Ánh sáng tự nhiên bao giờ cũng được ưu tiên hàng đầu bởi vì nó góp phần giảm độ ẩm, giữ căn phòng được khô và thoáng mát. Quý vị thân mến, vậy là trong chương trình ngày hôm nay, Phú Quý Tài Lộc đã chia sẻ về những điều cần kiêng kỵ đối với phong thủy phòng khách, kẻo tiền bạc lần lượt đội nón ra đi. Bên cạnh đó thì bạn cũng hãy ghi nhớ rằng phong thủy của một ngôi nhà sẽ được tạo nên từ sự lương thiện của những người sống trong căn nhà đó. Vậy nên ngay từ ngày hôm nay, bạn hãy chăm chỉ tích đức hành thiện, rồi may mắn tự nhiên sẽ đến. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.